là u, hình như u em, cái cục của em là u quả. Cố gắng nha. Chỗ nó đau lắm mày. Đâu quá hệ dưới như thế nào đang đầu. cố gắng xí này đang xong cục này rồi. Cái này là u ở mấy thằng u bả rồi wow trời ơi sướng gì sợ nha.
đâu rồi xíu nữa. bên đâu Hôm giờ mấy cục nó già quá em nè. Đấy. Sợ em chịu không nấu thôi chứ nhiều vậy ông ơi. Chị cũng mỏi. Nó đi làm đóng là hai ba lần gì Làm nhiều lắm. dạ Nói sao đây lâu lâu em phải đi vì cái này nó cũng có bị lại. Nhưng mà nó không có như một kia. Da em để nhiều quá là nó ghê. đau phân đang đau xong rồi nghĩ xí nữa là nặng tiếp chứ cũng nhiều xem. Nhặt với bụng đau nhưng có gì Đậu đi. đâu không À. Trên ngực gồng được hả? Dưới bụng không gồng được. Gồng ở đâu mà Xíu. Con dốn này
trai này em ít đau hơn nè. Nói sao không đau liền. Sim, sim. Cái này là u đấy anh, chứ không phải mụn. U nụ, mà u này u bình thường nữa, u quả đấy. Nhưng mà em quá nhiều. Xí ra nào tiếp về. Để nào. Ừ. Xong cuộc này đã. Này đã. Nặng nhiều lắm.